ngồi ngay chỗ hành lang anh khóc như một đứa em bé. Anh đây mình dắt đi tái khám mà chích chích người thôi, mình nó thấy sót rồi. Hãy lấy tỷ ra nó mới khám được, nó mới biết là có nhiễm trùng máu hay không. Không có. Mừng một. Mừng đó, mừng đó, nhưng mà tại sao nó phải đâm cái kim vô? Nó nằm nghiêng phải cần cả tuần lễ. Anh ra Bắc anh diễn 10 ngày không có anh ở đó, cả nhà phải đi vô canh vô này. Nếu như mà là em mà là anh đó nha, chắc em cũng hiểu được cảm giác của anh diễn 10 ngày đó mà giống như anh là một con người vô hồn đó. Đúng, thật sự ra anh hát nó giống như là người chết đó. Nó không có hồn gì hết. Trời, có một kỷ niệm nữa khó quên luôn. Hai chồng ra Bà Rịa diễn, chuẩn bị hát hết rồi, chuẩn bị lên rồi. Bà ngoại nó điện về, điện nói là nó bị chết. Nó chết rồi, nó chết giấc rồi, chết rồi, nó chết giấc rồi. Nó chết giấc là anh biết rồi, tại vì cái gen của anh bị chết giấc. Trong đó trời ơi, anh đạp, anh nói là công an hay này nọ là không có cái... Giống như này chạy đi ngang là giống như là... Ủa này nó giống như Nhật Minh. Dạ đúng. Có đứa con 5 tuổi. Dạ. Đầu tiên khi mà là biết tin vợ mình cấn thai á, cảm xúc anh như thế nào? Thật sự là quen nhau thời gian là 10 năm mới cấn bé Bella. Thì cái khoảng thời gian đó là thật sự là hai vợ chồng không có dự định là để em bé. Thì cái đó là cái bất ngờ ông trời cho. Hai đứa dự định là định bỏ luôn á. Wow. Tại sao? Tại vì kinh tế gia đình nhất. Cái thứ hai là nghề nghiệp nó còn lông bông quá. Bản thân mình chưa biết được cái gì nữa. Mình không có đủ cái suy nghĩ để làm bố, làm cha, làm mẹ. Nhưng mà nói chung là gia đình cũng khuyên nên này nọ, thì cũng suy nghĩ lại, thôi kệ, để tới đâu hay tới đó. Em rất là mừng bởi vì là anh nói là gia đình hai bên cũng đã khuyên rất nhiều. Thì em thấy nha, dù gia đình hai bên mà là có không khuyên đi chăng nữa, nhưng mà là ở một cái thời gian nào đó hai anh chị chắc cũng sẽ không nỡ làm như vậy đâu. Quan trọng ở đây á là cả hai anh chị đều quyết định là sẽ giữ bé lại, và chính cái quyết định đó là thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai anh chị luôn. Hiện tại bây giờ thì mọi thứ nó đã ổn định hết chứ anh? Trong khoảng thời gian mang thai á, vợ mình mang thai á, thì ông trời hay là trời Phật ở trên cũng xây chuyển cho mình được gặp được những thứ may mắn hơn, nó trang trải được hay là như thế nào đó, nó được gặp cái may mắn hơn chút xíu. Mình được đi nước ngoài diễn. Chắc có lẽ là con bé này nó đem sự may mắn cho mình. Khi mà mình qua bên nước ngoài hát, khi vợ sắp đẻ thì nọ, mình cũng gửi tiền, đem tiền về, cũng trang trải được nhiều thứ. Trong khoảng thời gian mà chị cấn thai á, là 6 tháng là phải đi quay nè. Đi quay có bụng vậy mà còn phải đi quay. Trời ơi. Đi này đi nọ. Mà anh không cho. Thật sự là không có tiền nhưng mà cũng không cho đi quay. Quay là lỡ mà có cái chuyện gì như thế nào đó, anh không cho. Đỡ sao kịp. Nhưng mà bà nằm ở nhà thấy tội nghiệp lắm. Bà nhớ hát lắm. Nhớ nghề đó. Bà nhớ nghề lắm. Bà thật sự là bà rất là yêu nghề luôn. Mình ở trong nghề mình nhìn thấy được yêu nghề hơn cả mình. Hay là như thế nào đó, gấp hơn mình rất là nhiều. Thấy cái sự tội nghiệp. Thôi bây giờ nếu mà em muốn thì em nương chút xíu, giống như em diễn em đi này nọ cho nó nương chút xíu. 7 tháng hát nguyên tuồng mà múa Lưu Kim Đính, bạn biết là Lưu Kim Đính mà rồi. Múa giáo múa này múa nọ rồi đi ngựa đi này đi nọ tá lạ hết, phải múa. Bởi vì anh không cho hát luôn, nói là bây giờ nếu mà em làm cái này là em không thể nào mà không múa. Em múa giờ em đi dưới người ta nhìn em diễn giống như em diễn chơi đâu được. Mà năn nỉ, mà lại năn nỉ. Đó, bây giờ cho em hát lần cuối thôi, cái lần này nữa thôi là em sẽ ngưng em đẻ. Thì bây giờ anh cũng siêu lòng luôn, mà anh đứng kế bên mà anh hồi hộp khi mà múa giáo á. Anh hồi hộp mà giống như nước mắt mình ở trong nó cứ rớt ra vậy. Cái sự cố gắng hay là cái sự yêu nghề của bà đó. Hát xong rồi mà không xong rồi thấy nhẹ nhõm rồi. Trên đường về ối. Trời ơi, trên đường về ối là bắt đầu là anh xanh mặt nè. Xanh mặt xanh mày, ngừng ngay chỗ đường Võ Văn Kiệt mình luôn á. Tấp xe vô là ọc ra. Là bắt đầu là... Thế bây giờ em thấy chưa? Tức mà thương á, tức mà thương.
kiểu mình nói, mình la, mình nói vậy. Không sao rồi, không sao vậy, ấy xíu rồi hết, cái gì không có gì đó mà anh quan trọng đâu. Wow. Mà thật sự không có gì. May mắn cháu con bé chồng nó cũng mê hát giống mẹ nó. Thật giờ là... nữa mai bây giờ nó đẻ ra là nó ca hát y xèo hết. Trước khi sanh đó là mình ở nước ngoài châu Âu, mình hát cái chương trình bên đó, mà lúc đó đi là trong cái ngày để bái canh cái ngày cái ngày này là ngày em đẻ nha, ngày dự sinh nha, ngày dự sinh đó, em đẻ đó nha, anh phải về đúng ngày, anh phải dời lại bển nó bây giờ như thế nào đó, như thế nào phải về đúng ngày, nhưng phải lừa mình, phải kêu cho về đúng ngày thôi, thật chứ không có đúng ngày, cách về gần có 10 ngày sau mới đẻ luôn. Mà thấy tội nghiệp lắm, mình hát ở bển đó là mình đi Tết mùng 1 và mới ngồi ở phòng mình, tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình cứ nghĩ là ok, làm kiếm tiền đem về đó. Khi mà về tới là gần 10 ngày mới vô sanh, trong cái tối đêm đó mình đưa đi vô Từ Vũ sanh á, thức nguyên đêm luôn, thấy bà đau này nọ mà mình trông cho cái em bé ra con nó làm sao vừa sót mà vừa trông mà vừa sốt ruột, nó chung là không ngủ được, con mắt nó cứ trơ trơ hoài không ngủ, ngồi trông hoài tới 1 giờ, gần 2 giờ trưa ngày đêm qua ngày mai đó mới sanh. Nghe sanh cái bắt đầu sanh vừa xong là bác sĩ đem con bé ra nhìn sớt khoảng chừng 10 giây là người ta đem đi rồi. Trong lúc đó là anh chỉ đem coi đúng 10 giây đó, vừa nhìn thấy con mình này nọ có mắt có tai có chân đầy đủ rồi là anh nhẹ nhõm. Mà lúc đó ảnh thì ảnh không dám ẩm, anh không dám ẩm, nó nhỏ xíu mà anh không ẩm được, thôi nó không dám ẩm cứ rờ nợn nợn như là không dám ẩm. Thôi thì em có ẩm không? Có. Tại sao anh không dám ẩm? Em ẩm luôn. Vậy hả? Tại vì lúc đầu thì tụi em cũng khá là ngại, sợ. Tại vì sợ con đàn ông trai mình bị thu kệch mà. Đúng rồi. Lỡ đụng này đụng nọ rồi nó xúc là xúc nọ, sợ chứ. Nhưng mà cũng may là các cô hộ lý với lại vợ em và bà ngoại đó cũng cuốn bé lại, không là giống như cuốn chả giò nè, y chang chả giò luôn á. Thì là mình cầm bế một cái cuốn chả giò thì là mình sẽ nâng niu theo kiểu chả giò. Đó. Thì đó em ôm vậy. Rồi từ từ những cái cảm xúc nó mới bắt đầu lớn dần theo năm tháng. Thì em nghĩ là bản thân người đàn ông người nào cũng sẽ vậy thôi. Chứ bây giờ ai mà nói nha, vừa mới đẻ con ra xong, trời tao thương con tao lắm, em thấy là hình như là hơi xạo. Đúng rồi. Từ lúc đầu á, khi mà anh làm cha đó, anh cũng thương lắm. Thật sự không thương lắm, mình đã thấy nó giống mình, cái máu mủ mình. Tự nhiên mình thương xót giống như sao đó. Khoảng chừng gần một tháng anh mới ẩm đó. Anh mới ẩm luôn á. Mà trong cái gần tháng đó đem về nha, bị nhiễm trùng máu gì đó. What? Không biết như thế nào, anh nói ủa sao bị cái gì vậy? Ô, trời, nhiễm trùng máu là nguy hiểm lắm đó nha. Bởi vậy anh mới nói ủa tại sao lại như vậy? Tất cả gia đình không ai bị như thế này hết. Là do ẩm con bé ở ngoài, người này người ẩm người kia quăng nó ngay chỗ ghế salon này nọ, bụi ẩm như thế nào đó. Nó là bị nhiễm trùng máu đem vô. Phải lấy tỉ mới thôi, nằm trong đó 10 ngày trời. Anh nói thiệt á, bác sĩ vừa đâm cái kim hay như thế nào đó là ở đây nước mắt mình nó rớt. Em đây anh khóc như một đứa em bé, ngồi ngay chỗ hành lang anh khóc như một đứa em bé. Anh đây mình dắt đi tái khám mà chích chích ngừa thôi, mình nó thấy sót rồi. Hay lấy tỉ ra nó mới khám được, nó mới biết là có nhiễm trùng máu hay không. Không có. Mừng đó, nhưng mà tại sao nó phải đâm cái kim vô? Nó nằm nghiêng phải cần cả tuần lễ. Anh ra Bắc anh diễn 10 ngày không có anh ở đó, cả nhà phải như vô canh vô này. Nếu như mà là em mà là anh đó nha, chắc em cũng hiểu được cảm giác của anh diễn 10 ngày đó mà giống như anh là một con người vô hồn đó. Đúng, thật sự ra anh hát nó giống như là người chết á. Nó không có hồn gì hết. Trời, có một kỷ niệm nữa khó quên luôn. Hai chồng ra Bà Rịa diễn, chuẩn bị hát hết rồi, chuẩn bị lên rồi. Bà ngoại nó điện về, điện nói là nó bị chết. Nó chết giấc rồi. Nó chết giấc là anh biết rồi. Tại vì cái gen của anh bị chết giấc. Trong đứa đó trời ơi, anh đạp, anh nói là công an hay này nọ là không có cái... Có như này chạy đi ngang là giống như là... Ủa này nó giống như chạy giống như ăn cướp hay như thế nào đó. Anh cứ chạy bán nó giống như... Từ ở Bà Rịa Vũng Tàu anh đạp về
khoảng về tới Sài Gòn khoảng chừng 35 phút, khi mà nó ra là nó chết rồi. Chứ là nó bị giống anh á, không biết làm này nọ, là nó chết thiệt đó. Là cái gen của anh hồi nhỏ anh bị đó, là giật cái món đồ hay là cái nào đó tự nhiên khóc lên, khóc rồi ngứt môi, cái môi nó lên tím dần rồi nhắm mắt luôn. Là cái gen của anh nó bị như vậy. Tất cả em út của anh, chị của anh đều bị đó. Đẻ ra con này cũng bị cái đó. Cái đó là một dạng xuyễn hả ta? Chắc không phải đâu nhỉ. Rồi, bây giờ anh mới tìm hiểu ra là bác sĩ nói là bị yếu tim, thở van tim. Nó bị cái điều đó, nó sẽ tím cái môi mình, nó giật. Ở đó là dưới quê mình không biết cái vấn đề đó, là chỉ nặng chanh vô thôi, hoặc là đưa cái muỗng vô cái để cho khỏi cắn lưỡi á. Đó là nặng chanh chua lên rồi ảnh khóc lên thôi, vậy thôi đó. Còn ở đây á thì bà ngoại nó đưa vô tới bệnh viện, người ta xử lý như thế nào, ta nhét vô đít nó cái đồ gì đó, rồi bỏ cái gì vô anh không biết. Cái bữa đêm đó nó không gì không biết, là nó khóc ngất lên lại, là nghe khóc ngất là thấy rồi, nó nhẹ nhõm đến nỗi mà anh nghe tiếng con nít khóc là anh bỏ anh đi ra ngoài luôn, bị dị ứng tới mức độ đó luôn. Anh sợ tiếng con nít khóc luôn, qua cái đốt 3 tuổi là hết. Vậy đó, cái gen vậy đó. Chắc là khi mà là hai chúng ta mà lỡ mà rơi vào tình huống tương tự như vậy là em sợ em sẽ chịu đựng không nổi, là làng ngoài em xỉu luôn á, là em không có đủ cái sự cứng rắn để mà chịu đựng được những cái điều đó. Nhưng mà là anh chị lại làm được, anh chị quá tuyệt vời. Bây giờ mình nói chuyện quá căng thẳng rồi, bây giờ mình qua cái chủ đề khác cho nó bớt căng thẳng hơn. Nó là một cái chủ đề là vợ tôi vô số tội. Ê, cái chủ đề nó căng thẳng hơn không ba? Nói chung là hợp nhau mình mới sống tới ngày hôm nay. Khi mà bà hát không, nó thật sự là không có bỏ bê anh. Bà rất là thương anh. Có nghĩa là bây giờ làm bất chấp yêu nghề nhưng mà không bỏ bê chồng con. Làm bất cứ chuyện gì là nghĩ tới chồng con là trên hết. Trời ơi, như vậy thì vợ ảnh theo như bạn muốn phải gọi là khai thác thì là những cái điều mà khiến chồng hay bị băn khoăn khó chịu đúng không? Vậy sao khai thác được? Không, giờ qua cái ảnh đi. Để coi đi. Anh có cái tật xấu gì mà anh nghĩ rằng là cần thay đổi để cho vợ anh vui không? Anh đó hả? Anh có hay chén chú chén anh gì không? Dạ, chén chú chén anh là bên đây nè. Thật sự là ở ngoài đường thôi. Thì ai không có đâu. Đúng rồi, đàn ông mình mà vui chơi trong phút chốc thôi, chứ không bao giờ nghĩ lệch. Anh cũng vậy, không bao giờ nghĩ là anh thật sự tới có con ngày hôm nay. Nhiều kỷ niệm nó làm cho mình không muốn đi chơi luôn em. Có nghĩa là anh phải ra đường là anh chỉ muốn đi về nhà thôi đó. Chỉ là vui chơi hay này nọ, bạn bè, đàn ông với nhau thôi. Vui chơi. Vui chơi. Chứ không quá đà. Đúng. Vui có nghĩa là cái câu truyền thống mà người ta nói là vui chơi không quên nhiệm vụ. Vui chơi không quên nhiệm vụ. Vui chơi không quá đà, tại vì quá đà là mất nhà. Thấy không? Đặc biệt là vợ chồng của anh thì em nghĩ rằng nha, chắc là cũng sẽ dựa trên cái sự tôn trọng là tuyệt đối. Đúng, tôn trọng thôi. Với nhiều lúc mà gây lộn lên hay này nọ là anh là người nhịn thôi. Anh là người nhịn, anh chạy ra đường á. Chị, khóc hả? Anh không khóc. Thương chạy đường. Khi mà bà giận lên, bà lớn tiếng, anh cũng lớn tiếng lại trong lúc đó. Nhưng mà anh là người đi ra đường để cho bà nguôi lại. Anh biết tính mà. Anh biết tính bà, ok trong lúc này bà nóng hơn mình. Bây giờ mình có nóng cả nào, bà cũng nóng hơn mình. Là anh chạy ra đường trước, chút khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau là về anh nói chuyện. Anh nói là chỉ ngồi im thôi. Anh nói là ngồi im, khi mà mình sai, ok, chấp nhận được ai sai là phải xin lỗi người đó. Vậy thôi. Bây giờ ở nhà đặt trường hợp gia đình của anh đi nha. Dù bây giờ mà chị có múa đao múa kiếm gì chăng nữa đi ha, anh đừng có lo. Gái nó đỡ rồi. Mẹ! Đừng mẹ ơi, tự nhiên khiến hai mẹ con hát cải lương nhau nhau ngay luôn. Mà ngược lại bây giờ nó binh mẹ nó không à. Rồi xong, chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Ừ. Nó binh mẹ nó không mà bây giờ anh có sai đi nữa, bây giờ ba là người phải xin lỗi mẹ. Ôi, con bé nó tinh ý kìa, thiệt tình à. Mẹ nó dặn dạy vậy đó. Không biết sao nó mình lại là, ủa sao nhiều lúc, ủa con, ba thương con quá mà. Tại sao con đối xử với ba nó bị chênh lệch như vậy? À, cho nó chênh lệch vậy. Nó không. Thờ mẹ đánh. Đem đánh không à? Đem đánh hay không à? Nãy giờ nghe kể về chị thông qua lời anh. Thôi thì bây giờ tới lượt anh sẽ lắng nghe những điều mà chương trình đã chuẩn bị mà là ai nói thì em chưa có biết. Dạ, xin mời anh sẽ hướng mắt lên màn hình. Trời, có một phần quà hả? Dành cho anh. Thật
sự là Tinh với lại anh Minh thì chưa có chuẩn bị tinh thần để làm cha làm mẹ. Nhưng đến khi mà mình biết là mình mang thai á, thì cái hành động của anh ấy làm cho mình cảm thấy mình vững niềm tin, và tự nhiên mình cảm thấy là mình vui hơn. Khi mà cái sự bất ngờ đó nó đến với cả hai đứa, khi mà biết được Tinh có thai thì ảnh mừng lắm, rất là mừng và rất là vui. Và bắt đầu là lo lắng nhiều hơn và chăm sóc nhiều hơn, và Tinh cũng được nước lấn tới hơn, cũng được nước lấn tới hơn. Nhiều khi thèm trứng cút mà ngâm với nước dừa ở ngoài Bà Rịa đó, là anh cũng phải dậy ra đó mua về cho Tinh đó. Anh được cái là Tinh mà nói Tinh thèm cái gì là lập tức là search lên Google rồi coi, thậm chí tới bây giờ cũng vẫn vậy. Lên coi coi chỗ nào đó bán như thế nào rồi mua cho Tinh. Cho nên là nói chung là có một người bạn đời như vậy cũng cảm thấy rất là vui và ấm cúng. Thường xuyên cãi nhau thì không có, tức là dạ Tinh bực á, Tinh la là bắt đầu anh im re. Cho nên đôi khi nó có những cái triệu chứng không thường là Tinh hay bị người ta đón như là Tinh ăn hiếp chồng rồi này nọ, nhưng thật sự là không phải như vậy. Nhưng mà anh đã hiểu được cái tính của Tinh suốt 15 năm sống với nhau. Cho nên khi Tinh nóng lên, Tinh la lối thế này thế kia thì anh sẽ bắt đầu anh dịu lại và anh sẽ im lặng, hoặc là anh bỏ anh đi đâu đó để tránh những sự xung đột to lớn hơn khi mà cơn điên của Tinh nó lên. Tức là cảm giác mà khi mà mình mang thai mà không có chồng kế bên thì buồn lắm. Lúc đó là Tinh cũng nghĩ là khi mà Tinh sanh là sẽ không có anh kế bên. Nhưng mà hầu như giống như bé Bella chờ ba vậy đó. Khi mà ba về thì vừa kịp lúc là Tinh sanh bé Bella là có ba bên cạnh luôn. Dạ, để cùng với Tinh đón chào bé Bella ra đời. Lần đầu tiên sanh con mà Tinh không hiểu cái cảm giác nó như thế nào. Và bước vào phòng sanh nhìn thấy nào là kềm, dao thế này thế kia. Dạ sợ lắm, rất là sợ. Nhưng mà có anh bên cạnh động viên và an ủi, cho nên là Tinh cảm thấy mình vững chí. Trong suốt 15 năm là một người bạn đời, một người tri kỷ thì anh rất là hiền lành và rất là tốt bụng luôn. Chỉ có những cái là anh nói thì chưa khéo lắm, cho nên đôi khi là cũng không được lòng gia đình này nọ. Nhưng mà nói chung thì đó cũng chỉ là những cái phần phụ thôi. Và quan trọng là anh chân chất hiền lành, cho nên là đôi khi cũng là một cái điều rất là tốt. Tinh chỉ muốn nói là anh vẫn cứ là anh. Ngay từ ngày đầu thì Tinh đã yêu quý cái tính hiền lành chân chất của anh. Và Tinh vẫn muốn là sau này nếu như cuộc đời như thế nào đi nữa thì vẫn là một cái người bạn đời. Và cái quan trọng là anh vẫn mãi mãi là ba của Bella. Cuộc đời mình không nói trước được cái gì, nhưng nếu mọi thứ đều trải qua hồng thì cái đó quá tốt rồi. Còn như thế nào đi nữa thì Tinh vẫn muốn là Tinh với anh vẫn mãi là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi để mà cùng chăm sóc cho con cho đến khi con trưởng thành. Đó là một cái điều mơ ước của tất cả những người làm cha làm mẹ, và Tinh nghĩ anh cũng nghĩ chung một suy nghĩ với Tinh. Wow. Bây giờ mới hiểu được, đúng không? Thật sự là sống 15 năm thì quá hiểu rồi. Quá hiểu. Để mà tới ngày hôm nay thì chung một ý tưởng, chung một chí hướng là điều lo cho con. Khi làm cha làm mẹ thật sự là tới ngày hôm nay mình mới nghĩ được cái tình thương mà dành cho con mình như thế nào. 15 năm chung sống, chắc chắn là cả hai anh chị đã đều trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và nhiều câu chuyện nữa. Nhưng mà chắc cũng không phải lúc nào chị cũng nói là những điều này để cho anh nghe. Vậy thì khi lắng nghe những điều mà chị chia sẻ rồi, anh có muốn chia sẻ lại điều gì với vợ của mình không ạ? Xin mời. Thật sự là anh cũng muốn nói với em là em quá hiểu anh. Thật sự mà trên cái đoạn đường còn đi tới, anh không biết được, hoặc là em không biết được có còn sống hay không. Nhưng mình như em nghĩ thì đúng, thật sự là mình cùng chung một chí hướng là đều lo cho con. Anh với em vẫn là một cái tri kỷ như em nói. Anh thật sự anh cũng nghĩ y như em vậy đó. Anh cũng mong là như vậy. Còn nếu mà không có gì xảy ra thì mình mãi là sống trọn đời trọn kiếp, sống trọn đời trọn kiếp.